chấn động, thầy Tử Vi hé lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Canh Tý sinh 1960 đón lộc trời ban, tiền vàng rủng rỉnh, giàu sang phú quý. Quý bản mệnh Canh Tý thân mến, nếu quý bản mệnh không muốn cuộc sống trôi qua vô vị thì bản mệnh Canh Tý phải không ngừng nỗ lực. Canh Tý không muốn bị lãng quên, vậy thì hãy không ngừng phấn đấu và phát triển bản thân. Nếu Canh Tý không muốn trở thành người vô tâm hay thiếu nhân tính, thì cần phải có đủ tài chính để vượt qua khó khăn và tai ương, cần có thành công để không rơi vào cảnh bất lực, để có thể giúp đỡ những người mình yêu thương. Thế giới này vốn dĩ rất công bằng, nó là sự trao đổi giữa cho và nhận. Canh Tý đã đổ bao nhiêu mồ hôi, cống hiến bao nhiêu nhiệt huyết thì sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Dù đôi khi hiện tại có đầy dẫy chán nản và dễ dàng muốn bỏ cuộc, nhưng không phải vì không thành công mà vì thiếu động lực và niềm tin vào chính mình. Đừng bao giờ từ bỏ, hãy nghỉ ngơi nếu cần nhưng đừng từ bỏ hẳn. Đừng quên mình là ai, mình muốn trở thành người như thế nào và niềm tin vào bản thân mình ra sao. Trong cuộc đời đầy nhiệt huyết, chông gai và mỏi mệt, Canh Tý không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên cường và vững tin. Những gì Canh Tý đạt được hôm nay đều từng là điều không tưởng trong quá khứ. Có rất nhiều người tài giỏi, thông minh và có khả năng thành công, nhưng sự khác biệt chính là ở việc ai dám bước ra và ai chọn nằm yên. Không ai có thể mãi truyền lửa cho Canh Tý, không ai có thể mãi nhắc nhở Canh Tý cố gắng mỗi ngày. Quan trọng nhất vẫn là kỷ luật và sự nhất quán trong hành động, định hướng và kế hoạch. Sau đó chấp nhận những vất vả mà người bình thường không phải chịu, đón nhận những áp lực mà người khác không phải đối mặt. Đó là những bước cần và đủ trên con đường tìm kiếm thành công và thành tựu. Đôi khi để tự tin, nỗ lực hơn, Canh Tý cần trở nên tốt hơn, nhưng cũng đôi lúc chỉ cần nhìn lại chính mình trong quá khứ là đủ để tìm thấy nguồn động lực kiên cường. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh 1960 thân mến, sứ mệnh con người muôn màu muôn vẻ. Chẳng bởi thế mà các cụ ta cũng có câu rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hay sao? Tất cả những điều đó đều là sự kết quả lựa chọn của bản thân bạn. Đó là quyết định về việc liệu bạn sẽ hướng đến một cuộc sống giàu có hay khốn khó. Quyết định này dựa trên sự nỗ lực phấn đấu và kiên trì của từng người trên hành trình cuộc đời. Chẳng hạn, đối với người tuổi Canh Tý sinh 1960, việc tích lũy phúc đức trong thời trẻ đã mang lại lộc lớn từ trời, khiến thời điểm tới, họ có cơ hội để trở thành những người giàu có, sở hữu tiền bạc dồi dào và cuộc sống thả ga, trải nghiệm mọi niềm vui. Bước vào thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch tới đây, nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh, nên thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Canh Tý. Vậy cụ thể, cô bác sẽ gặp được những may mắn nào hay phải đối diện với vận hạn gì, thì kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý cô bác cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Người sinh năm 1960 mang mệnh Canh Tý, những chú chuột thuộc lương thượng chi thử, sở hữu bản tính kiên cường, độc lập và ý chí thép. Họ nổi tiếng với trí tuệ nhạy bén, khả năng thích ứng linh hoạt và sự cẩn trọng trong mọi việc. Canh Tý luôn tự tin vào bản thân, có khả năng tự lập cao và không ngại đương đầu với khó khăn. Họ luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công, với khả năng tiếp thu kiến thức nhanh chóng và tư duy logic. Người tuổi Canh Tý thường gặt hái được nhiều thành tựu trong học tập và công việc. Họ luôn có những ý tưởng sáng tạo và biết cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Canh Tý 1960 luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Họ cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh gây tổn thương cho người khác. Người tuổi Canh Tý luôn sống thật với chính mình và với người khác. Họ ghét sự dối trá và luôn đề cao sự trung thực. Tuy nhiên, đôi khi sự thẳng thắn của họ có thể khiến người khác phật lòng. Canh Tý luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Họ lạc quan, yêu đời và luôn nhìn vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống. Nhờ bản tính kiên cường, độc lập và trí tuệ nhạy bén, người tuổi Canh Tý thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biết cách truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người cùng nhau phát triển. Canh Tý là những người cẩn trọng trong việc chi tiêu. Họ biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Nhờ vậy, họ thường có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Canh Tý là những người chung thủy, hết lòng vì gia đình. Họ luôn dành thời gian cho vợ con và luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960. Theo các bậc thầy tử vi,
Từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, đây là thời điểm sẽ mang đến cho quý cô bác tuổi Canh Tý nhiều thuận lợi hơn trong công việc cũng như tài chính, do sự trợ thủ đắc lực từ giao diện tam hợp thái tuế. Tuy nhiên, năm cuối hạn tam tai và các yếu tố khác khiến vận trình của cô bác tuổi Canh Tý không phải lúc nào cũng trôi qua êm đềm. Dù vậy, vận trình của cô bác tuổi Canh Tý từ nay tới Tết 2025 âm lịch vẫn có những điểm sáng bất ngờ. Về hạn tam tai, mặc dù mức độ ảnh hưởng đã giảm nhẹ, nhưng cô bác tuổi Canh Tý vẫn cần tránh kết thúc những việc quan trọng trong năm nay. Thay vào đó nên mở rộng và phát triển để có được những cơ hội thuận lợi hơn. Nếu có dự định kết thúc công việc gì trong cuối năm nay, cô bác tuổi Canh Tý nên cẩn trọng. Ngoài ra, cô bác tuổi Canh Tý cũng cần lưu ý về tình cảm gia đạo từ nay tới Tết 2025 âm lịch này. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ mang đến những thay đổi lớn trong sự nghiệp của cô bác tuổi Canh Tý. Nhờ các khí tích cực từ tam hợp nên sự nghiệp có nhiều tiến bộ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với một vài thách thức. Sự chuẩn bị và tính toán trước sẽ giúp cô bác tuổi Canh Tý vượt qua khó khăn và nắm bắt được cơ hội chuyển mình. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, cô bác tuổi Canh Tý sẽ thoát khỏi tình trạng bế tắc trong sự nghiệp và giải quyết hiệu quả nhiều trở ngại. Quan hệ với đồng nghiệp, đối tác được củng cố và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tam tai vẫn tồn tại nên không được chủ quan. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch cũng sẽ thử thách sức mạnh và tinh thần chiến đấu của cô bác tuổi Canh Tý. Bằng sự bền bỉ và không ngại khó khăn, sự nghiệp của bản mệnh sẽ phát triển mạnh mẽ. Người làm nghề tự do sẽ có khởi sắc trong công việc. Người kinh doanh sẽ có sự phát triển dù tiền bạc chưa được như ý muốn. Người bắt đầu khởi nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn vào đầu năm, nhưng tới cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 âm lịch, đường tiền bạc từ nay tới Tết 2025 âm lịch của cô bác tuổi Canh Tý chưa có sự hanh thông. Tiền tài chỉ ở mức bình thường, tiền bạc chi tiêu nhiều cho việc mua sắm hoặc cho công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và quyết tâm trong công việc sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho cô bác tuổi Canh Tý từ nay tới Tết 2025 âm lịch này. Đặc biệt là khi thiên tài và thực thần đồng loạt chiếu mệnh, tầm nhìn sáng suốt và quản lý tài chính khôn ngoan, đặc biệt là trong các dự án triển vọng, sẽ thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cô bác tuổi Canh Tý đã trải qua năm 2023 ảm đạm về mặt tài lộc, thì năm 2024 âm lịch sẽ là một chuyển động tích cực. Đặc biệt là từ nay tới Tết 2025 âm lịch, cơ hội kiếm tiền và đạt mức thu nhập cao sẽ đến từ các phần nghiệp vụ chính và các dự án hỗ trợ trong cuộc sống. Việc quản lý chi tiêu sẽ giúp duy trì ổn định tài chính. Cô bác tuổi Canh Tý cũng nên tìm kiếm các nguồn thu nhập mới để tăng cường tài chính cá nhân. Trong lĩnh vực kinh doanh, hãy hướng bản thân theo định hướng riêng, tránh mù quáng chạy theo xu hướng và đầu tư mạo hiểm. Các mối quan hệ cần được xử lý cẩn thận để tránh rủi ro không chỉ về mặt tình cảm mà còn về tài chính. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, đây là thời điểm vàng để bạn tập trung vào sự phát triển cá nhân và tài chính, bền vững về sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Người tuổi Canh Tý từ nay tới Tết 2025 âm lịch khá thuận lợi về tình duyên, quan hệ tình cảm hôn nhân ít có sóng gió. Đối với cô bác Canh Tý đã kết hôn, sự trung thành là rất quan trọng để tránh xảy ra những tình huống không hay trong chuyện tình cảm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, cô bác tuổi Canh Tý sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của tam tai, đồng thời phải đối mặt với hoạt động của các hung tinh Bạch Hổ và Ngũ Quỷ. Tình hình sức khỏe của cô bác tuổi Canh Tý vẫn có nhiều điều cần chú ý, yêu cầu có được sự quan tâm đặc biệt. Con giáp này sẽ đối mặt với một giai đoạn sôi động,
khối lượng công việc và áp lực tăng cao. Việc phải đi công tác hoặc tăng thời gian để theo kịp tiến độ công việc có thể tăng thêm sức ép lên cơ thể, đe dọa sức khỏe khiến bệnh tật kéo dài. Do đó, cô bác tuổi Canh Tý cần cân bằng công việc và nghỉ ngơi, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, sống lành mạnh, chơi thể thao, có chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc. Đặc biệt trong mùa đông xuân, việc bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn bệnh là hết sức quan trọng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, vận khí trong tháng lên xuống thất thường nên tinh thần làm việc của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn gặp khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân, mọi thứ như chững lại, bế tắc liên miên. Những vấn đề mà bản mệnh gặp phải trong thời gian này đa phần đều xuất phát từ việc bạn đánh mất niềm hăng hái cho công việc. Bạn làm việc như một cỗ máy vô hồn, thiếu ý tưởng sáng tạo, phương pháp cũ rích, không phải lúc nào cũng có thể áp dụng những cách xử lý cũ và bất cập cũng xuất hiện chính từ đây. Do không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại cũng không có các tinh che chở, mọi việc đều cần phải dựa vào bản thân là chính. Nếu bản mệnh không sớm chấn chỉnh chính mình, áp lực sẽ ngày càng gia tăng, khi đó, dù bạn có muốn khắc phục cũng chẳng hề dễ dàng. Tháng này không thích hợp để mở mang công việc mới, bạn vẫn nên làm tốt những việc được giao phó trước mắt thì hơn. Thời điểm này bạn chưa đủ hào hứng cần thiết để theo đuổi mục tiêu. Gặp một chút khó khăn rất dễ nản chí, từ bỏ hết mọi nỗ lực và công sức mà bạn xây dựng kế hoạch từ trước đó một cách lãng phí. Với những việc đang tiến hành dang dở, làm gì cũng thận trọng kẻo dự tính không theo kịp thực tế, tốt nhất bạn nên lập sẵn phương án đề phòng, thậm chí có thể đưa ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra, từ đó tìm cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Vì có sự chuẩn bị trước còn giúp bạn tránh rơi vào tình cảnh luống cuống, loay hoay khi gặp sự cố. Nhìn chung, bản mệnh hãy cứ bền tâm, vững trí xử lý từng việc một, chớ lo nghĩ quá nhiều thành ra tự gây áp lực cho chính mình, dẫn tới suy nghĩ không thông sẽ hành động sai lầm. Bên cạnh đó, Canh Tý cũng nên đề phòng họa khẩu thiệt thị phi, ăn nói nên giữ mồm giữ miệng, không tham gia các cuộc tranh chấp, tránh làm sự việc càng thêm nghiêm trọng, vừa ảnh hưởng danh tiếng của bản thân, vừa phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, mặc dù phương diện công việc khiến tuổi Canh Tý gặp nhiều căng thẳng, nhưng đường tài lộc khởi sắc, đây sẽ là sự bù đắp không nhỏ cho con giáp này. Trong tháng được thực thần tài tinh che chở nên tài chính của bản mệnh khá dượng, làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tuy nhiên, các khoản ngoài luồng hầu như không có, chi tiêu không thoải mái như trước. Do đó, bạn vẫn cần liệu cơm gắp mắm, lấy phương châm tích lũy làm trọng. Ngoài ra, do công việc gặp những trục trặc nhất định trong thời gian này, khối lượng ngày càng tăng, một số người có thể cảm thấy mức lương nhận được lại không tương xứng, vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Dẫu vậy, bạn cũng nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đôi khi vấn đề xuất phát từ chính thái độ làm việc của bạn. Hãy thử thay đổi một chút tâm thế cũng như cách tiếp cận vấn đề, có lẽ bạn sẽ thấy mọi việc dần có khởi sắc hơn đấy. Việc đầu tư ở thời điểm này được cho là sự lựa chọn khá khôn ngoan. Nếu bạn đang ấp ủ dự định nào đó, đừng do dự quá nhiều, hãy mạnh dạn tiến hành ắt có thu hoạch. Bản mệnh hãy tranh thủ lúc vận khí đang dượng, tỷ lệ thành công khá cao, thậm chí còn dễ gặp được quý nhân mang tới cơn mưa làm giàu cho con giáp này. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội. Dù vậy, vận may sẽ chỉ đến với những ai có những tính toán cụ thể và nắm được điều cốt lõi của mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi. Đừng quên vận khí vẫn chưa ổn định, nếu làm việc sốc nổi, bốc đồng hay chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp rủi ro thì kết cục sẽ không thể lường trước được. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng này, người tuổi Canh Tý sẽ cần đặc biệt lưu tâm tới phương diện sức khỏe của mình. Đây là tháng nguyệt lệnh lâm bệnh cung, vận trình sức khỏe giảm sút, sức đề kháng kém,
toàn thân suy nhược, đau ốm khó tránh, bất kỳ tín hiệu bất thường nào mà cơ thể phát ra đều có thể là lời cảnh báo nhắc nhở bạn, cho nên không được chủ quan. Tinh thần uể oải cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất, bạn nên điều chỉnh tâm lý hoặc có suy nghĩ thoáng mọi chuyện thì khó khăn nào cũng qua. Bên cạnh đó, vận trình trong tháng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là điều xui xẻo cho cơ thể. Vì vậy, bản mệnh cần chủ động dưỡng sinh để bảo vệ sức khỏe, đi lại thận trọng sẽ tránh được họa huyết quan. Khẩu huyết, đào hoa khởi dượng, nhưng nhân duyên quá dượng cũng kéo theo không ít rắc rối. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xanh dương và màu nâu. Con số may mắn 68, 77 và 36. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý phát triển hay thụt lùi, chủ yếu phụ thuộc vào sự tập trung và nghiêm túc của bạn trong công việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, nếu không chịu cố gắng thì bạn khó chinh phục được mục tiêu của mình. Khoảng thời gian này, bản mệnh thường dành nhiều thời gian cho các thú vui bên ngoài mà không quá tập trung cho các nhiệm vụ được phân công. Thậm chí bạn thường làm việc riêng trong giờ khiến hiệu suất công việc giảm sút. Nếu kéo dài, hình ảnh của bạn có thể trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo. Ngoài ra, bạn cũng thường xuyên do dự, chần chừ khi đứng trước các cơ hội. Dù có nhận ra việc nắm bắt thời cơ là tốt cho mình, song tính lười biếng khiến bạn không muốn tốn công sức cố gắng. Bạn đang tạo cơ hội để mọi người xung quanh vượt qua mình đấy. Thiên cẩu hung tinh xuất hiện là dấu hiệu có kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, tìm cách gây họa cho con giáp này. Bạn cũng cần chú ý trong cách cư xử, nói năng, chớ gây thù chuốc oán với người khác, kéo kẻ xấu sẽ lấy đó làm cái cớ để tiếp tục tung tin đồn thất thiệt về bạn. Trên thực tế, chỉ cần bạn kiểm điểm bản thân và nghiêm túc trong công việc thì các cơ hội vẫn không thiếu. Nguyệt mã và thiên vũ cho thấy bản mệnh vốn là người thông minh, nhanh nhạy. Nếu chịu cố gắng thì ắt sẽ gặt được thành công hơn người. Bạn có cái nhìn mới mẻ, cách làm việc sáng tạo và điều đó là quá đủ để gây ấn tượng với lãnh đạo. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng 10 âm lịch tuổi Canh Tý cho thấy, nếu bạn không thay đổi phong cách làm việc của mình thì vận trình tài lộc khó có được bước phát triển như ý muốn. Trong tháng này, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn thích tìm hiểu những lĩnh vực khác nhau nhưng lại không thực sự muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Thái độ làm việc lấp lửng khiến bạn dễ bỏ lỡ cơ hội hoặc không thì cũng cầm chừng hơn so với đối thủ. Với người làm công ăn lương, vì làm việc được chăng hay chớ nên bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên hoặc khách hàng. Vì thế mà đồng lương chi ở mức vừa đủ, ít có cơ hội được nhận khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Trong phương diện chi tiêu, bạn cũng trở nên phung phí cho những mặt hàng không cần thiết, tiêu tiền chạy theo xu hướng chỉ để bằng bạn bằng bè trước khi mở hầu bao. Bạn nên biết mình đang có bao nhiêu tiền, chớ nên mua sắm những mặt hàng quá mức chi trả thấp nhất, hãy để dành một khoản cho những sự cố bất ngờ. Thiên cẩu khuyên bạn nên hạn chế việc tranh cãi với người khác, kẻo vướng vào họa thì phi kiện tụng, vừa gây hao tài tốn của, lại vừa ảnh hưởng đến danh tiếng, đến tiến độ công việc. Dù đôi bên có mâu thuẫn gì đi nữa, hãy bình tĩnh trao đổi với nhau để tránh chuyện bé xé ra to. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Tý không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng bởi sức khỏe. Trong tháng này, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng không cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi. Tuy nhiên, tháng này bạn cần chú ý lối sống sinh hoạt khoa học điều độ, chớ nên tham gia quá nhiều vào các buổi vui chơi, tụ tập hoặc ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Tốt nhất hãy dành thời gian bên người thân và tập thể dục thể thao nhiều hơn, chú ý khi tham gia giao thông. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tý khuyên con giáp này cũng cần hết sức cẩn thận, chớ điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo kẻo gây ra những sự cố đáng tiếc. Khẩu quyết, tình hình buôn bán tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn doanh thu bất ngờ. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh lá.
con số may mắn 60, 88 và 56. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy phương diện công danh sự nghiệp của người tử Canh Tý được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Canh Tý mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặp khá nhiều thành tựu dễ dàng. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc tồn động. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình, cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những định hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Trên thực tế, may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Canh Tý. Bạn càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư càng dễ sinh lời sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Tuổi Canh Tý nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, Canh Tý cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi gặp phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng có sao Bát Bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà, nơi đây được coi là khu vực sinh tài dượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 11 âm lịch. Phương diện sức khỏe của Canh Tý trong tháng này nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai ở Canh Tý ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là, sao nhãn việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Bản mệnh cũng nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Khẩu quyết: dễ bị cấp trên nghi ngờ, đối tác cũng không mấy tin tưởng. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu xám.
con số may mắn 27, 78 và 66. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 12 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 12 âm lịch này do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại sẽ được tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp bạn tìm ra định hướng phát triển. Dù bạn có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về cá thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi Lâm Quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 12 âm lịch, theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, bản mệnh cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Trong khoảng thời gian này, bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện, bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa. Cuối cùng bạn cũng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như vậy. Hãy coi đây là phần thưởng để bạn tiếp tục cống hiến trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 12 âm lịch, tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tý thấy rằng, về cơ bản, người tuổi Canh Tý duy trì được một sức khỏe tốt. Trong tháng 12 âm lịch này, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sống sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, tập thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho cơ thể. Khẩu quyết, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng, bởi áp lực công việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam và màu vàng. Con số may mắn 80, 22 và 58. Trên đây là tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.